Môi trường sống, khoảng cách vài đại dương chẳng là gì cả, nó chẳng ngăn được những kiều bào ngoài kia hướng về núm ruột miền Bắc thân yêu. Dù đã sang Mỹ sinh sống nhưng họ vẫn không quên đất nước, nhất là trong cơn bão số 3 Iagi vừa qua. Những nghệ sĩ hải ngoại luôn đóng vị trí đầu tàu để tiên phong cho những sự ủng hộ của kiều bào miền xa trên khắp đất nước. Hôm nay hãy cùng tôi đi tìm 6 cái tên nghệ sĩ có thói quen từ thiện nhiều nhất, luôn xuất hiện trong lúc đồng bào cần. Người hay từ thiện được xếp thứ nhất đó là Thúy Nga. Cô có họ tên đầy đủ là Trần Thị Thúy Nga, sinh ngày 5 tháng 8 năm 1976. Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là kỹ sư xây dựng, còn mẹ là bác sĩ. Dù vậy, ngay từ nhỏ, Thúy Nga đã khao khát theo đuổi con đường nghệ thuật, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Cô là chị cả trong nhà có 2 chị em. Khi mới 6 tuổi, bố mẹ cô chia tay. Em trai Hiếu ở lại với bố, Thúy Nga sống cùng mẹ. Vì vậy, từ khi còn nhỏ, Thúy Nga đã thể hiện sự mạnh mẽ và kiên cường khi chứng kiến mẹ một mình vất vả nuôi con. Đó là lý do khi vừa tròn 18 tuổi, nữ diễn viên đã quyết định rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh để học tập và bắt đầu sự nghiệp của mình giúp mẹ phần nào. Kể từ khi định cư tại California vào năm 2010, Thúy Nga đã gắn bó lâu dài với trung tâm Thúy Nga và xuất hiện trong nhiều DVD Paris Be Nice, một sản phẩm giải trí nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Là một trong những diễn viên hài được yêu thích nhất, cô đã lưu diễn khắp nơi như Bỉ, Đức, Úc và nhiều tiểu bang ở Mỹ. Năm 2012, Thúy Nga đạt danh hiệu Á hậu 2 và đạt giải tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt. Ngoài công việc hài kịch, cô cũng tham gia phim truyền hình và điện ảnh, cùng nhiều chương trình truyền hình khác. Những lần từ thiện của mình, Thúy Nga hay đến chùa Giác Nguyên hoặc Thiền viện Toàn Giác ở Đồng Nai để khám bệnh và nấu cơm chay miễn phí cho bà con trong vùng. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn bán đám cưới để gây quỹ giúp người nghèo mổ mắt. Luôn đi đầu trong những công tác thiện nguyện, gây quỹ từ thiện, nghệ sĩ Thúy Nga đã chuyển khoản cho quỹ ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc số tiền 50 triệu đồng để khắc phục bão lũ. Cô là người con miền Trung nên cô cũng phần nào thấu được cái đau đớn mất nhà mất cửa, mất vật chất, đặc biệt là ảnh hưởng sâu sắc về tinh thần, nỗi đau mất người thân. Nên khi đồng bào cần là có mặt ngay, không chỉ lần lũ lụt này mà còn nhiều lần khác nữa. Người con đất Việt hải ngoại thứ hai cũng luôn đi đầu trong việc từ thiện đó là Việt Hương. Việt Hương sinh ngày 15 tháng 10 năm 1976. Mọi người thường biết đến cô với nghệ danh Việt Hương. Việt Hương sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Bố cô là nghệ sĩ xiếc nổi tiếng Nguyễn Lâm Bằng, người đã góp mặt trong nhiều tiết mục xiếc hấp dẫn. Ông đã qua đời vào năm 2019. Mẹ cô là bà Huỳnh Kiều Oanh cũng là một người rất đặc biệt và đã qua đời năm 2013. Sau khi bố mẹ chia tay, Việt Hương đã trải qua nhiều khó khăn và thiếu thốn tình cảm gia đình. Để phụ giúp mẹ, cô làm đủ mọi công việc từ hát ở nhà hàng đến lao động vất vả. Việt Hương cùng bạn diễn Hoài Tâm đã lưu diễn khắp thế giới từ Đức, Pháp, Ba Lan, Nga đến Úc, New Zealand, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Canada. Đấy là tôi chưa kể đến các tiểu bang ở Mỹ. Dù đang sống ở nước ngoài, cô vẫn thường xuyên được mời tham gia các chương trình tại Việt Nam, chứng tỏ rằng sự nghiệp của cô luôn được ủng hộ và yêu mến cả trong và ngoài nước. Ngoài làm nghệ thuật ra, cô còn tham gia vào việc từ thiện tại đất nước Việt Nam nơi cô sinh ra. Nữ diễn viên có đóng góp lớn khi đại dịch Covid-19 nổ ra, cô được xếp vào một trong những người nghệ sĩ thuộc hàng xông pha tại các điểm nóng, cung cấp thực phẩm, giúp cấp cứu, mai táng cho nhiều người, chi hàng tỷ đồng để mua xe cứu thương, thiết bị bảo hộ. Không những thế, cô còn tặng 10 tấn gạo cho bà con nghèo nhân ngày giỗ mẹ vào năm 2023. Vừa rồi khi bão Iagi đổ làm miền Bắc thiệt hại rất nhiều, Việt Hương đã gửi về cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 200 triệu. Cô là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc từ thiện khắc phục thiên tai, nên đã chuẩn bị chu đáo nhiều đồ đạc cần thiết cho người dân ở vị trí tâm bão. Phi Nhung là một cái tên khi nhắc tới thì người Việt ai cũng quý mến và cũng là người thứ ba hay từ thiện nhất ở hải ngoại. Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970 tại Pleiku, Việt Nam, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt. Cô mất vào ngày 28 tháng 9 năm 2021, là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt Nam. Với giọng hát đầy cảm xúc và sự tận tâm trong công việc, Phi Nhung đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Vào tháng 10 năm 1989, Phi Nhung đã đến Mỹ theo diện con lai và bắt đầu cuộc sống tại Tampa, Florida.
Ở đó, cô đã gặp Gigi Phương Trinh, một nữ ca sĩ nổi tiếng người Việt tại một buổi biểu diễn từ thiện ở một ngôi chùa. Gigi nhận ra tài năng của Phi Nhung và khuyên cô nên chuyển đến California để theo đuổi ước mơ âm nhạc. Cuối năm 1993, Phi Nhung đã quyết định chuyển đến sống ở quận Cam để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Từ năm 2002, Phi Nhung bắt đầu được phép trở về Việt Nam biểu diễn. Năm 2005, cô chính thức trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm Ban nhạc Rạng Đông. Phải nói cuộc đời của cố ca sĩ gắn bó với rất nhiều chuyến thiện nguyện, cô muốn trao yêu thương, giúp đỡ những người khó khăn. Cô là người mẹ đơn thân, muốn sống một mình để nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ đến cuối đời. Cô làm từ thiện từ việc đi hát, tham gia nhiều hoạt động cứu trợ từ thiện ở các vùng thiên tai, lũ lụt. Ngoài ra, Phi Nhung cũng hoạt động thiện nguyện tích cực trong mùa dịch Covid-19. Tôi nghĩ nếu cô Phi Nhung còn sống, cô cũng sẽ ủng hộ từ thiện và kêu gọi mọi người giúp đỡ người dân qua mùa lũ lụt nặng nề của bão Iagi vừa rồi. Người hay từ thiện nhất tiếp theo đó là Hoa hậu Bích Liên. Hoa hậu Bích Liên có tên thật là Võ Bích Liên. Cô sinh năm 1965 ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bích Liên là con thứ 7 trong một gia đình đông anh chị em với tổng cộng 9 người đầy tình yêu thương. Tuy nhiên cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Như nhiều gia đình Việt Nam khác trong thời kỳ hậu chiến, gia đình cô cũng phải đối mặt với nhiều biến động về kinh tế và xã hội. Năm 1979 khi Bích Liên mới 12 tuổi, gia đình cô phải rời bỏ quê hương Phú Quốc yêu dấu để di cư sang Mỹ. Đỉnh cao trong sự nghiệp sắc đẹp của cô phải kể đến năm 2013, khi cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Á Châu Thế giới. Cô đã tận dụng danh tiếng và ảnh hưởng của mình để lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ những người kém may mắn và trở thành hình mẫu cho nhiều phụ nữ khác. Dù đã xuất gia, sư cô Bích Liên vẫn tiếp tục sứ mệnh phụng sự xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện để giúp đỡ người nghèo và mang lại hy vọng cho nhiều mảnh đời bất hạnh. Những chuyến đi từ thiện của cô đã làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người trên khắp Việt Nam và thế giới. Cô cũng vẫn chăm sóc trung tâm thẩm mỹ Bích Liên tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi truyền cảm hứng cho phụ nữ về vẻ đẹp từ cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Trong thời gian này, tình hình rất căng thẳng nhưng chưa thấy Bích Liên lên tiếng trong đợt bão lũ này. Có thể cô khắng phô trương, nhưng thực chất Bích Liên đã đê nó ống góp cho bà con bằng một cách thầm lặng hơn. Ca sĩ tiếp theo tiên phong trong thiện nguyện không thể không kể tới ca sĩ Hà Phương. Hà Phương có tên thật là Trần Thị Hà Phương. Cô sinh ngày 31 tháng 3 năm 1972, là một nữ ca sĩ và diễn viên gốc Việt rất nổi tiếng tại Mỹ. Cô được biết đến với dòng nhạc trữ tình và quê hương và được xem là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của làng nhạc Việt Nam. Nữ ca sĩ đã làm nên tên tuổi của mình với những ca khúc sâu lắng và đậm chất văn hóa Việt. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhạc sĩ Trần Quang Hiển và hai chị em ruột là Cẩm Ly và Minh Tuyết, những tên tuổi nổi bật trong làng nhạc Việt Nam. Chị em ruột cô theo đuổi dòng nhạc trẻ trữ tình. Giọng hát trong trẻo và đầy cảm xúc của Hà Phương dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Cô là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi được công nhận về thực lực và tài năng, đồng thời cô luôn tránh xa scandal, mang đến sự điểm đạm và nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. Hiện tại Hà Phương chủ yếu lưu diễn ở hải ngoại và đã định cư tại Mỹ cùng gia đình sau khi kết hôn với một tỷ phú nước ngoài. Cô chỉ trở về Việt Nam thỉnh thoảng để gặp gỡ người hâm mộ và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ đã nhiều lần ủng hộ từ thiện như hỗ trợ người dân ở Sài Gòn và một số tỉnh thành khác trong đại dịch Covid dù đang ở nước ngoài, tặng 600 phần quà cho các hộ khó khăn vì Covid-19. Cơn bão Iagi vừa qua đổ bộ vào Việt Nam, chắc hẳn cô cũng không khỏi xúc động trước tình hình căng thẳng và sự thiệt hại của bão. Tôi nghĩ cô đang từ thiện âm thầm và chưa công khai về việc từ thiện cho người dân quê hương của mình. Nghệ sĩ hay từ thiện cuối cùng đó là Gigi Phương Trinh. Gigi Phương Trinh sinh ngày 2 tháng 9 năm 1967 tại Sài Gòn, Việt Nam. Nhiều nguồn thông tin nói cô sinh năm 1966. Cô đã theo gia đình sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1979. Năm 2021, Gigi có dự định tổ chức sinh nhật cho Phi Nhung. Nhưng lúc đó Phi Nhung lâm bệnh nên cô Phương Trinh đã dùng tiền gần 500 triệu đó để làm từ thiện cho Việt Nam trong mùa dịch Covid cùng đàn em. Mới đây nữ nghệ sĩ đã cùng nghệ sĩ hải ngoại bên Mỹ đã có hành động quyên góp từ thiện cho người dân Việt Nam khi bão số 3 đã đi qua. Cô có chia sẻ,
một số anh chị em trong gia đình nghệ sĩ Tâm Linh đã có mặt tại đài TV ASEAN World Media để giúp đóng 20.000 gói thực phẩm gửi về Đông Nam Á giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô thức đến 3 giờ sáng mới đi ngủ, nhưng vẫn phải cố gắng dậy sớm để có mặt cùng mọi người. Khi cô đến nơi, cô đã thấy khoảng 200 người đang làm việc hăng say, người thì bỏ gạo vào bao, người cân, người đóng bao và người dán nhãn. Trong vòng 2 tiếng, 20.000 gói ngũ cốc đã được hoàn tất. Video trên cũng có người đã ủng hộ từ thiện, cũng có những người âm thầm từ thiện, nhưng tôi đều thấy biết ơn họ bởi họ đã phần nào làm việc có ích cho đất nước Việt Nam. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share nhé. Trong thời điểm này, một chia sẻ để lan tỏa tấm lòng đến nhiều người hơn cũng là một việc vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm.